xe khách cũ nát, hết niên hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đây là chuyện không mới, nhưng nhiều chủ phương tiện vẫn cố tình tận dụng, khai thác các loại phương tiện hết đát này để đưa đón học sinh, nhất là ở các vùng nông thôn. Từ lâu, người dân xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi đã quá quen với hình ảnh chiếc xe khách cũ nát chuyên chở học sinh đến trường tiểu học Bãi Sậy. Các xe cũ nát này đều hết hạn đăng kiểm từ tháng 4 năm 2021 và tháng 10 năm 2022. Đặc biệt, điều kỳ lạ là tại đây, chiếc xe lôi tự chế được quay tôn xung quanh để đưa đón các em học sinh đã hoạt động thời gian dài nhưng không có bất cứ cơ quan chức năng nào xử lý. Trên xe, chủ phương tiện đã hoán cải, gia cố hàng ghế băng để chở được nhiều học sinh. Trên kính dán tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn. Việc dùng xe cũ nát chuyên chở học sinh không riêng trên địa bàn huyện Ân Thi mà còn tại nhiều địa phương khác. Các phương tiện cũ nát vẫn hoạt động nhưng không có cơ quan chức năng nào xử lý. Để xóa bỏ mối lo về tình trạng xe ô tô quá đát vẫn lén lút hoạt động tại các trường học, ngoài việc tăng cường kiểm tra xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, trách nhiệm bảo vệ con người của chính quyền địa phương và chính các bậc phụ huynh, hãy nói không với xe ô tô hết đát vì sự an toàn của con em mình và của cả cộng đồng.